chất khí ra tất cả. Chất khí ra tất cả. Khí chất má ơi. Khí chất má ơi. Khí chất. Là coi như vậy nè. Ý là Lê Giang nói là những cái vai khác là ồn ào, nhưng mà riêng đặc biệt vai này rất là nhiều đất diễn và rất là nhiều lời thoại. Giờ em thấy hơi mâu thuẫn chút xíu rồi. Và rất là nhiều, chưa bao giờ Lê Giang nói nhiều một cái tua như vậy hết trơn á, là lẹo lưỡi hoặc cắn lưỡi. Nhưng bây giờ chị no đây là Lê Giang nói bằng cái chân tình. Lê Giang rất là vui mà cứ nao nao đúng á, nao đúng mà chờ đợi nông nao. Thank you rất nhiều, thì thương quá. Dạ, phía này là thưa quý vị, để em dịch từ tiếng Việt từ sang tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu. Tại sao chị Lê Giang nói là thoại không mà stress, là tại vì á, là cái lời thoại chị Lê Giang bình thường là diễn, chị muốn nói gì chị nói. Còn làm phim thì em yêu cầu hơi ác chút xíu là chị phải nói theo cái yêu cầu của kịch bản, của cái nhân vật đó, đúng cái tâm lý đó, cái tính cách đó, và đúng nhiều đó chữ, em không cho nó thêm chữ nữa. Ra hiện trường mới biết được là phải nói cái gì, tại vì nó thay đổi liên tục mà. Thành thử ra là chị thật sự là để mà làm được cái điều này là chị phải vượt lên bản thân của chị rất là nhiều, nên em cảm ơn chị rất nhiều, đã rất kiên nhẫn với em. Xin cảm ơn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ Harry Won. Xin chào quý vị, lần đầu tiên Harry đến với chương trình Bị tài tí hỏng. Cái gì? Chị ơi, hòn. Bị tài tí hòn. Trời ơi, biệt tài tí hòn bà ơi. Bị tài tí hòn. Tí hòn, trời ơi, tí hòn. Dạ vâng, tiếng Việt rất là khó. Vâng. Harry Won lần đầu tiên đến với chương trình Biệt Tài Tí Hon. Và hôm nay có thể gặp được gì nữa? Tôi sai nữa hả? Không chị, rất tình cảm, rất xúc tích, đầy cảm xúc, mạnh mẽ. Fighting. Vì Trê Quân nhí kìa, anh không xịn ơi. Khỏi vụ em ơi. Khỏi. Cái tên nó nói là tất cả. Đúng, chất khí ra tất cả. Chất khí ra tất cả. Khí chất má ơi. Khí chất má ơi. Khí chất. Trời ơi. Dạ. Chào em. Dạ chào chị. Hôm nay em đến đây em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Dạ. Chị chưa cảm thấy có gì đó vui vui. Em thấy cái mặt, nhìn mặt ổng là em thấy vui vui rồi. Harry có xem chương trình Hát Mãi Ước Mơ chưa? Dạ em có. Harry cảm thấy đây là một chương trình như thế nào? Cái chương trình này làm cho em phải suy nghĩ rất là nhiều thứ. Là giống như hồi nhỏ em đã suy nghĩ là mai mốt mình lớn lên thì mình sẽ giúp người này người kia. Tại vì hồi nhỏ em cũng sống hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng lâu lâu mình bận rộn, xong mình ngày nào cũng sống rồi thì tự nhiên một hơi thì mình tự nhiên quên là hồi nhỏ mình đã nghĩ cái gì. Mà bây giờ thì mỗi lần em nhắc lại để em có thể sống lại giống như hồi xưa em đã suy nghĩ. Chị hiểu không chị? Chị nghĩ là chị có khả năng hiểu, nhưng mà chị không thể kiềm chế được cái gương mặt của chị nãy giờ. Dạ. Chị xin lỗi em chia sẻ về một điều rất sâu sắc nhưng mà chị bị mắc cười. Là lý do cái cách mà đặt câu của em á, dạ, nó ngộ nghĩnh lắm. Mà nó đáng yêu mà nó cũng lạ lùng lắm. Tức là chị đang khen em phải không? Dạ em cảm ơn chị đó. Dạ cảm ơn chị. Không, em thì thật sự lúc nào cũng nói nghiêm túc nha, nhưng mà ai cũng mắc. Em thì thật sự lúc nào cũng nói nghiêm túc nha, nhưng mà ai cũng mắc cười. Đó là cái khổ đó, nhưng mà cũng là cái sung sướng của một ai đó khi sống gần em đó. Dạ đúng rồi, bởi vì ông này suốt ngày nói em khùng á. Ông này hát dở banh xác. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy.
nhìn cái khẩu miệng là đúng là vậy và mặt đẹp quá. Khẩu hình hoặc là cái khẩu hình, cái khuôn khẩu miệng chứ cái khẩu dạ. miệng. Ừ, một là khẩu hình em, hai là khuôn miệng đúng như Vân nói, còn khẩu miệng là cái gì? Khẩu là miệng chứ là cái gì? Còn, rồi, bớt đi, bớt đi, đừng có. Còn cái người mà nói nhiều ta gọi là khẩu nghiệp. Phần trăm cô này em hay, này không hát không hay tôi. Anh nói cái chuyện mà tuyệt vời là em thấy không đúng. Bởi vì em nghĩ là dòng nhạc của bạn ấy là một cái dòng nhạc khác. Nghe nó, nó chững chạc hơn là dòng nhạc của Harry. Ê, em nói Harry lâu nhoi á hả? Em cũng chững chạc chị ơi. Em cũng chững chạc chị ơi. Em chững chạc. Bà đứng lên bà nói gì là bà không chững chạc cho bà nói. Ngày kia tôi đâu có nói chuyện với ông này đâu mà ông này tự nhiên nhảy vô nói vậy. Ừ thôi hai, hai ông bà nội. Dạ. Dạ, dạ con xin đại diện hai họ đây xin than bà nội bớt cãi lộn về nhà cả sao. Người ta dạ. lần đầu tiên được quay hình, người ta rung, người ta khớp. Căng thẳng là chuyện bình thường. Thì giống như bây giờ kêu chị nấu mệt coi như căng thẳng không? Mệt quá coi như tôi chưa nói gì đi, mệt mỏi. Gia đình em xấu hổ lắm em nói thiệt. Nhiều khi tụi em biết nói sao, ai chồng em nhã nhặn. Không, cậu này hát không hay đâu. Không mà nhìn cái là biết không hay rồi. Ừ, sao vậy? Tại vì đẹp trai, không có đẹp trai nào mà hát giỏi hết trơn á. Ủa, rồi đây sao? Ý em á là những người mà đẹp trai mà hát giỏi là trở thành ca sĩ hết rồi. Còn đây là người bình thường. Tại người ta chưa có cơ hội thôi em. Thì chưa có cơ hội thì đến giờ này thì chưa được ca sĩ là em nói đúng đó. Thanh ơi dịch giùm anh coi làm sao em. Thật ra không phải vợ chồng là cứ hiểu nhau hết đâu. Không phải vợ chồng là cứ hiểu nhau hết đâu. Ủa dạ. Cũng không hiểu luôn hả? Harry ơi anh nói thật cái phong thủy cho em hợp bên đây hơn nha. Ừ. Thấy chưa, nói chi cho người ta dập mình thấy chưa. Do chồng. Do tay chồng rồi. Nói chung là em thông qua cái này thì em biết được là cô này không phải là người bán thịt heo. Người ta hỏi hát hay hay không, bà lo cái vụ thịt heo, thịt bò. Ăn nhìn cái con mực là cái giờ đói là cái thịt heo với thịt bò. Trời ơi, cho em ăn à. Cứ bác em gậy như vậy hoài nên em không nhìn món ăn em thèm vậy nó. Trời ơi, chắc tự tưởng tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Chồng cùng chơi chung mà tại sao chồng một mình chồng trốn vậy? Sao hèn hạ dữ vậy trời? Đàn ông một khi chọn rồi thì mình cũng phải à, kiểu như là anh đàn ông mạnh xịn, anh mạnh mẽ lên, đúng lên đi, anh có làm chưa? Thì đó. Ủa mà nè, làm gì nhà bà đây đứng lên như có. Ủa, lỗi gia đình vậy? Mình có chuyện gì vậy? Như quá lộn vậy. Cái sự đứng này là cái sự ngưỡng mộ và cũng thay cho những người xa ngã. Cảm ơn em, mặc dù em phải ra về nhưng tụi anh vẫn rất vui vì em đã đến với chương trình. Và tụi anh biết từ đầu là em hát hay rồi. Tụi anh vẫn đứng đây với sự tôn trọng. Những người ngồi là không có em ra gì. Đâu đâu có, đâu có, em có coi coi ra gì chứ. Anh nói gì vậy, coi ra gì ra một ca sĩ mà. Trời ơi chồng ơi, tại sao không đứng dậy vậy chồng? À, mình đứng dậy đi, mình tỏ lòng ngưỡng mộ. Vậy thì mình ngồi xuống. Thế là dạng chiều như là rất là nghiêm túc. Và cái gì cũng là thanh niên nghiêm túc, anh hiểu không? Mà hát cái là bể á, anh hiểu không? Ừ. Anh có hiểu không? Ừ. À, tại sao không hiểu, không hiểu ý em? Anh hiểu rồi. Em mệt mỏi quá, cho em chuyển ra bên này bốn người được không? Trời ơi em khổ quá nè.